làm nem chân sao cho form móng đẹp này, sơn bền này và màu sơn lại làm nổi bật cái tông da của khách hàng lên nữa, thì là những điều mà Thảo muốn chia sẻ trong video lần này với mọi người nha. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn ạ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện làm một bộ nail chân nha. Thì trước khi mà chúng ta sơn lớp sơn màu lên, mọi người sẽ sơn cho Thảo một lớp sơn liên kết trước nhé. Và chúng ta đã hơi đèn rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ sơn lớp sơn màu lên nha. Ở đây chúng ta sơn như kiểu là cái màu đỏ đất đó mọi người. Tức là nó có đỏ nhưng mà sẽ pha một chút cam, cam đậm. Tức là thường thường cái móng chân của khách hàng ấy mọi người thì nó sẽ không được form đẹp hẳn. Đặc biệt là cái móng úp của rất là nhiều khách chắc mọi người cũng biết đúng không ạ? Thì nếu như muốn để cho form móng đẹp cả ngón cái hay là ngón út thì chúng ta sẽ úp móng vào cho khách hàng nha. Úp móng chân cũng khá là nhanh thôi nên chúng ta có thể úp, và đặc biệt là độ bền của cái móng chân này có thể kéo dài tới 2 tháng, hơn 2 tháng cơ. Nên là chúng ta có thể úp thoải mái luôn. Sơn móng chân thì mình nhớ cẩn thận nhé, mình có thể cầm vào chân của khách để mình nghiêng bên trái nghiêng bên phải để cho phần móng được nghiêng này. Và chúng ta sẽ sơn rõ hơn, sơn được nét hơn. Sơn tròn chân nha mọi người. Đó, sơn cách chân móng một sợi tóc nha. Còn lại chúng ta sẽ sơn sát hai phần bên viền. Đối với form móng úp thì chúng ta không cần khóa đầu móng đâu nha mọi người. Tức là bản chất của việc khóa đầu móng ấy, mọi người có thể hỏi thì đó chính là việc mà khóa đầu móng để làm cái sơn trên đầu móng không bị bong chóc ra. Thế nhưng mà chúng ta làm trên móng giả rồi ấy, thì cái phần đầu móng này nó sẽ không bị bóc, không bị bong chóc ra đâu ạ. Nên là chúng ta sẽ không cần phải là sơn khóa đầu móng lại nha. Sau đó thì chúng ta sẽ sơn màu kem lên cái ngón cái này. Các màu sơn và thông số màu số bao nhiêu Thảo đã ghi ở phần đầu phần giới thiệu dụng cụ rồi nhé mọi người. Rồi. Mình sơn xong thì chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn là 99 giây nhá. Sau khi hơ đèn lớp thứ nhất xong thì chúng ta sẽ thực hiện lớp thứ hai tương tự như vậy. Nhưng lớp thứ hai mới là lớp để chúng ta làm cái màu được đều hơn. Làm bộ nail chân thì có rất nhiều ý tưởng khác nhau. Tuy nhiên thì thường ở nail chân thì khách hàng ở ngoài khu vực miền Bắc thì ít thích nó đồ sộ ở ngón cái, tại vì có thể là hay đi giày này và không thích bị nặng chân. Đó, còn thích ở các khách hàng ở khu vực miền Nam thì họ hay thích là nó phải long lanh lồng lộn lên cơ. Thì tùy theo khách hàng chúng ta sở thích như nào chúng ta sẽ chiều theo ý khách nha. Thì còn bộ móng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm theo kiểu nhẹ nhàng Hàn Quốc thôi. Và đặc biệt là Thảo đã lựa chọn cái màu đỏ đất như thế này để nó tôn da mọi người ạ. Thường các cái tông màu chân phù hợp với tông màu chân thì thường là tông màu nóng. Thì dành cho các cái chân mà khách hàng nào mà họ có cái tông màu da là tông hơi tối. Nên là các màu nóng này sẽ tôn lên. Mình hơi đèn 99 giây lần thứ hai xong thì chúng ta sẽ trang trí lên đây nhé. Mọi người lấy ra khay cái phần sơn gel vừa rồi của chúng ta và chúng ta dùng cây cọ vuốt ombre để chúng ta vuốt lên nhé. Mình sẽ trang trí vuốt lên hai đường sơn thôi. Nhớ nhé mọi người, đây là màu nóng thì nó màu nóng đậm ấy thì sẽ phù hợp với da chân tông màu tối. Còn nếu như mà chân trắng rồi thì khỏi phải bàn đúng không ạ, thì màu nào chúng ta cũng thể làm được. Ok, mình sẽ quét xong thì chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn nhé. Rồi. Sau khi hơ đèn xong thì chúng ta sẽ dùng giấy nhúng vàng để mình cào xước ra nhé. Mọi người cứ xé đi xong chúng ta ấn lên đấy rồi chúng ta sẽ cào xước xước ra. Rồi mình cào xước ra nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm phần giấy nhún nếu cần và mình sẽ chuẩn bị sẵn cham nha. Thông thường thì các ngón thì chúng ta có thể sơn hết 4 ngón là một màu kia, hoặc chúng ta có thể trang trí thêm một ngón nữa nhé nếu như chúng ta muốn. Còn lựa chọn tông màu ở chân thì nếu như đối với khách hàng nào không thích sự nhẹ nhàng Hàn Quốc thì chúng ta cứ lựa chọn tông màu đậm thôi. Cứ tông đậm là nó sẽ tôn màu chân lên rất là nhiều. Ok,
sau khi xong thì chúng ta sẽ quét lên một lớp hard gel để chúng ta thêm charm nhá. Rồi mình sẽ chọn charm nhá. Thì các loại charm mà mình quét hard gel lên thì thông thường sẽ là các charm mỏng một chút xíu và cái xà cừ mỏng nhá. Rồi mình sẽ lấy các miếng nhỏ này. Đó, mọi người nên mua cái xà cừ theo set cũng được. Còn nếu như dùng màu trắng nhiều quá chúng ta có thể mua lẻ, để được các cái phần xà cừ ngọc trai vừa mỏng vừa ánh 7 màu đẹp như thế này nhá. Xà cừ cũng có nhiều loại đó mọi người, nhưng thông thường hai loại chính là xà cừ vân đá và xà cừ vân gỗ. Đó, trên đây là một ý tưởng làm nail chân mà mọi người vẫn yêu cầu trong các video khác là mong muốn Thảo làm. Thì ngoài ra mọi người có các phần kỹ thuật nào mà còn thắc mắc này, hay là mọi người muốn Thảo làm về các cái video nào, ý tưởng nào, thì mọi người vui lòng hãy bình luận hay comment xuống phía bên dưới video này nhá. Rồi mình thêm charm nhé, thêm những viên cái hạt charm nhỏ này. Ok, có thể charm ngôi sao hoặc charm hình tròn, hình vuông tùy mình nhé. Lúc này chưa hơ đèn đâu cả nhà nhé, chưa hơ đèn đâu mọi người nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ quét thêm một chút nhũ siêu sáng lên nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn. Hơ đèn xong thì chúng ta sẽ phủ thêm một lớp hard gel nữa, hay một lớp cứng móng đấy ạ. Cứng móng nữa, mình phủ thêm một lớp nữa nha. Đó, phủ thêm một lớp cứng móng nữa để cho phần charm và xà cừ được ẩn phía bên dưới nha mọi người. Được ẩn phía bên dưới, một là charm không bị bạc màu, không bị bay màu. Mình cố gắng là ẩn phần xà cừ thôi mọi người nhé. Còn phần charm thì chúng ta không thể nào mà mình muốn là ẩn hết nó đâu ạ. Charm vẫn phải hơi lời một chút xíu, bởi vì ẩn mà hết charm á thì nó sẽ rất là dày, siêu dày luôn. Bởi vì charm mọi người nhìn thấy không ạ, nhìn nghiêng này. Đó, cái charm kim loại dày như vậy cơ mà mình ẩn hết thì bóng móng nó rất là dày luôn. Sau khi mà hơ đèn xong thì chúng ta sẽ sơn top lên nha. Ok, và chúng ta sẽ sơn từ ngón cái lên. Thật ra thì khi mà chúng ta làm ấy thì mình nên sơn từ ngón cái lên. Tại vì sao mọi người biết không ạ? Một cái mẹo rất là quan trọng là chúng ta sơn từ ngón út lên. Sơn từ ngón út lên, tại vì ngón út nhỏ này, bốn ngón khác cũng nhỏ, thì cái việc mình sơn xong á mà nó bị có chảy phần tốp ra thì nó chảy cũng ít và rất là chậm. Còn đối với ngón cái thì nó rất là to, và chúng ta sơn trước thì có thể là bị nhiều tốp hơn, thì nó có thể là bị chảy rồi bị lem ra viền rồi không được tròn chân đó mọi người. Nên là khi làm móng thì chúng ta cũng có cái phần sơn từ ngón út lên là như vậy. Còn thật ra ai sơn từ ngón cái cũng được mọi người nhé. Đấy là chúng ta sơn ví dụ như là đủ tốp chẳng hạn, nó không bị chán, không bị lem, mà chúng ta sơn nhanh thì chúng ta cũng có thể sơn từ ngón cái xuống thì không sao cả nhé. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn 2 lần 99 giây nhé. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bôi dưỡng viền lên, và đây là sản phẩm cuối cùng của chúng ta. Đó, mọi người có thể quan sát này, của bộ móng này, chuẩn form luôn. Form móng chân rất là đẹp. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nghi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.